Chào anh. Rồi anh chào em. Rồi. Nói chung ra thì tụi em cũng được anh là một trong những người đi tiên phong trong mô hình nuôi cá lóc. Hôm nay tụi em cũng đến đây thì cũng trao đổi thêm với anh một số cái để tụi em có kế hoạch truyền đạt phổ biến cho bà con nông dân. Thì chắc có lẽ anh hãy cho em biết cái anh có thể cho em biết xung quanh cái thiết kế cái hồ nuôi và cái công trình phụ trợ của cái hệ thống nuôi cá lóc của anh. Thiết kế xây dựng cái hồ này là bằng xi măng, dạ, mà tường này là tường 20, dạ. Ở giữa này là có đổ là hồ nè để nó kết nối hai cái gạch này lại đây em. Diện tích hồ này là anh xây dựng nhiêu mét? Diện tích này là tổng diện tích này là tính mặt nước là 200 mét khối nước em. 200 mét khối, chiều cao này là? 1m3. Chiều cao 1m3. Chiều dòng kính này là 14m. Rồi ý tưởng sao mà mình phải xây hồ tròn hả, mình không xây hồ vuông anh? Theo cái mô hình siêu thâm canh này nó rất là nhanh lớn em, mà nó sạch, vận hành nó dễ, mà lại sạch nước rồi mình qua hệ thống xử lý rồi đó, sạch sẽ lắm. Tức là dễ dàng trong cái quá trình vận hành quản lý. Em thấy vòng vòng thiết kế, anh thiết kế mấy cái hệ thống ống đi trên thành hồ này là mình để mục đích mình lại làm gì anh? Cái ống dưới này là cái ống mình cấp nước. Là ống nước. Đây, ống này là ống này nè. Ống cấp nước vô. Nó qua những cái đầu thổi venturi này. Trong cái ống venturi này có cái ống xốp lượt, lượt nước. Lọc rất là sạch. Rồi cái ống trên này là cái ống này là mình cung cấp cái ống chạy oxy. Đúng không? Thổi oxy, cung cấp oxy cho cá. Nó đầy đủ oxy mà nước sạch đó thì cá nó rất nhanh lớn. Dạ. Cái bạc này anh chả bạc mấy gem vậy? Cái bạc này là bạc này có 5 gem thôi em. Cái bạc này chảy là có 5 gem thôi. Ví dụ như một cái hồ này mình đầu tư tổng cái số tiền là nhiêu này? Từ tổng đầu tư cái hồ diện tích mặt độ mặt nước 200 khối nước này là tổng hết vừa bạc vừa ống đồ này kia các thứ là khoảng 100 triệu thôi em. Khoảng 100 triệu. Trong ngày hiện tại thì cái hồ đã có cá. Rồi anh trong cái quá trình mà đầu tiên để anh xử lý nước để anh bỏ cá giống vô anh hả? Cái nước em mình là pha nhau. Nước ngọt với nước mặn mình pha lại, có cái hồ xử lý nước mình kia. Là mà khi mình cấm nước mặn vô thì mình pha nước ngọt xuống làm sao cho nó phù hợp khoảng 5/1000 trở lại thôi là mình đã là bắt đầu tiến hành thả giống. Mình xử lý qua cái thuốc là cà lô gin. Cho nó diệt sạch vi khuẩn này kia rồi mình mới cấp lên hồ. Đưa qua cái hệ thống lực này. Ngoài ra anh còn có bổ sung thêm cái gì cho nước nữa không? Hay là chỉ mình xử lý cà lo không ạ? Xử lý cà lo xong xong rồi tới gần là ngày mình thả chỉ bón vôi rồi vậy thôi em. Bón vôi rồi cho cái độ pH rồi nó phù hợp với cá. Nó khoảng 6.5 là mình thả cá là ok. Mình bón vôi ở ngoài đìa lắng hay là bón vôi trực tiếp? Bón vôi ở ngoài hồ lắng em. Gốc giống này anh bắt ở đâu ạ? Và cái thứ hai nữa là cái mật độ nuôi anh thả trong hồ này hiện tại là mật độ nhiêu con trên mét vuông? Cái nguồn giống này là anh mua ở Đồng Tháp em. Mật độ thả là 1 mét vuông vậy là 250 con mét vuông. Cá này là cá lóc đầu nhiễm. Cá lóc đầu nhiễm. Lóc đầu nhiễm. Sao mình phải lựa chọn đối tượng này mình nuôi này? Bởi vì cái đối tượng này là tiêu thụ thị trường rất là dễ. Thịt nó là thơm ngon, dễ bán và con dễ chấp nhận. Trong cái quá trình quản lý mình có quản lý về thức ăn như thế nào? Và cái thứ hai quản lý nguồn nước nuôi của đối tượng này như thế nào? Nước là mỗi ngày mình thay một lần em, còn cho ăn, cách cho ăn thì mỗi ngày mình cho ăn 2 lần.
là mình có ghi chép sổ sách đàng hoàng. Cá này là nếu mình nuôi theo cái siêu thâm canh này, mình chỉ cần là cho ăn men tiêu hóa với là vitamin thôi. Dạ. Chứ không có sử dụng kháng sinh gì trong này hết. Dạ. Giác, nhưng mà giác nào là phù hợp nhất anh? Sáng 7 giờ là mình cho ăn một giá, rồi chiều 5 giờ mình cho ăn một giá em. À, sáng 7 giờ, chiều 5 giờ. Rồi mình cho ăn có liều lượng vô anh hả? Cá này là nó không có liều lượng như tôm đâu em. Nó ăn chừng nào no rồi là nó nghỉ ăn, nó tan đi. Môi trường nước này là anh cấp vô cái ao lắng ở bên đó em. Cái ao lắng là cái diện tích khoảng 3.000 mét vuông, là anh cấp ở đó là anh pha nước mặn với nước ngọt, anh pha lại, anh xử lý. Anh xử lý xong rồi bắt đầu là mỗi ngày anh thay, là anh chỉ cài tự động nó thay lên thôi. À, thằng này anh vận hành là anh xả qua thì nó chảy ra, thằng kia tự động nó chảy lên. Ngày mình thay mấy lần anh? Ngày thay một lần em, buổi sáng là thay rồi xong rồi cho ăn rồi cái mình đi làm. Nhiệt độ hay oxy gì không? Cần mấy cái đó không? Anh có kiểm tra đó? Cá này mình đó là chỉ cần kiểm tra pH nó thôi em. Thí dụ như là mình đưa vô ao lắng mình xử lý nước, mình kiểm tra pH nó đạt khoảng gì pH 65 là mình cứ thay vô là được. 60-65 là được. Trong quá trình nuôi của mình á, thì cách quản lý và phòng bệnh đối với cá này như thế nào? Và cái thứ hai nữa thì trong quá trình nuôi có xảy ra dịch bệnh gì không? Trong quá trình nuôi theo cái mô hình thì là cá phát triển rất tốt em, mà là rất là ít, chết rất là ít, nhưng mà cũng có vài con nó chết, lâu lâu chết vài con, nhưng mà mình thấy hiện tượng nó không có dịch bệnh gì hết. Nhưng mà nó cũng vẫn chết vài con vậy á. Xin này là xin ý kiến là em là kỹ sư cho anh biết thêm. Chắc là qua trao đổi ý kiến của anh Hải thì nãy giờ nói chung em cũng tham quan thấy một số cái dấu hiệu ở bệnh đàn cá này, mặc dù nuôi theo quy trình này anh quản lý rất là chặt chẽ. Cái thứ hai nữa là cái quá trình bảo quản chăm sóc của anh rất là tốt, nhưng mà khi mình nuôi mật độ cao, nãy giờ quan sát mấy cái dấu hiệu bệnh lý mà đối với xảy ra đối với cá lóc mà mấy con chết chảy rác này, thì em thấy một số cái nguyên nhân là một cái thứ nhất là do nuôi mật độ cao, rồi trong quá trình vận chuyển, rồi quá trình nó chạy nhảy nó bị say sát, và thứ hai nữa là trong quá trình nuôi nó bị sốc nhiệt, và cái thứ ba nữa là một số con nó rất là thiếu cái vitamin C, tức là nó có những bệnh mà cái đốm đen đen nổi trên cái mình cá đó. Thì trong quá trình bổ sung cái thức ăn này thì chắc có thể là chưa đủ, cho nên một số con nó cũng còn thiếu. Và cái thứ tư nữa thì một số con nhỏ mà nó bị lấn át, tức là nó không ăn được đó, tức là nó sẽ bị thiếu dinh dưỡng và bị ảnh hưởng mà chết. Đối với cái một số nguyên nhân này anh giảm ban đầu em thấy nó chính những cái nguyên nhân gây ra gì thì anh phải khắc phục. Thì đối với bệnh cá hiện nay thì nói chung nó cũng xảy ra nhiều, có quá trình phòng bệnh của anh có xử lý diệt khuẩn gì là tốt rồi. Ở ngoài môi trường thì mình cấp, mình thay nước hàng ngày. Nhưng mà sau này mình có thể bổ sung thêm mấy cái tăng cường hơn nữa cái vitamin C và khoáng chất. Và thứ hai là một số cái hóa chất để phòng bệnh cái đường ruột. Và thứ hai nữa là cái ký sinh trùng. Cái ký sinh trùng hiện nay trong đường ruột rất là nhiều đối với cá này. Nha, về ký sinh trùng thì anh xài cái Flor 10 hay hoặc là Flor oxy gì đó. Anh xài mấy cái loại đó anh trộn vô thức ăn. Rồi cái ký sinh trùng thì anh xài cái Hà Đắc Liên hay hoặc là Osemet gì đó. Thì mấy cái loại đó anh xài theo liều lượng hướng dẫn của công ty cho nó phù hợp. Rồi thứ hai thì mình nên tăng cường trộn thêm một bữa hai bữa cho nó bổ sung thêm cho nó tẩy dung, và thứ hai nữa là nó sẽ hạn chế được. Và cái thứ ba khi mà nhiệt độ ở trong môi trường nước thì mình cố gắng mình thay tăng cường hơn một ngày anh thay nước thì nó hơi một lần thì nó hơi ít, cho nên cố gắng mình sẽ nếu mà chủ động được cái nguồn nước hơn nữa thì tốt hơn hết. Ví dụ như anh thay ngày hai lần thì ví dụ như giấc trưa hay hoặc là giấc tối khoảng 8 giờ thì nó sẽ tốt hơn trong cái quy trình này quản lý, sẽ hạn chế khắc phục được những cái hiện tượng mà đối với cá chết giải gác hiện nay. Thì tốt các anh mấy cái ý như vậy. Cho anh hỏi thêm cái này Vũ. Dạ. Thí dụ như cá mà nó bị ký sinh trùng nhiều á, mình nhận dạng sao để mình biết? Cái ký sinh trùng mình nhìn trên cái một cái nhất là cái mang.
Cái mang của con cá là anh thấy nó sẽ có cái, ví dụ cái mang cá bình thường nó màu đỏ tươi, nhưng mà khi anh dặt cái mang ra anh thấy là cái màu nó sẽ sạm màu hơn, tức là nó không còn màu đỏ nữa, tức là nó ký sinh trên đó. Và cái thứ hai nữa là anh nhìn trên cái cơ thể của nó mấy chỗ mà nó bị cắn nhau, bị xây xước đó, anh thấy trên đó nó sẽ có những cái đốm, những cái đốm mà có tưa ra giống như mấy cái bông gòn vậy đó. Thì mấy đó là cái nhóm ký sinh, tức là khi mà cái dãy cá hai nó mới cắn nhau xây xác gì đó, nó bị chóc đó ra, thì anh nhìn thấy rõ trên đó nó sẽ có những cái đốm bông gòn nó tưa ra. Thì đó những con ký sinh trùng, nó ký sinh trên trong cái vết lát đó, vết lở. Ví dụ như khi mình mổ xẻ ra thì mình thấy cái gan của nó, cái gan con cá, nếu mổ cá ra mình thấy cái gan cá nó sẽ nhạt màu, nó không có giống như gan cá bình thường. Và trên đường ruột cũng vậy, đường ruột thì cái đường ruột nó bị vữa đi hết, do đó thì cái nhóm này là rất là gây hại đối với cái đối tượng nuôi của chúng ta hiện nay. Nói chung mà cho ở đây thì mình nói chung quản lý được một số khâu chặt chẽ rồi, thì cũng phòng hiện tượng nó xảy ra thì anh nên bổ sung thêm một số cái mà thuốc mà nãy giờ em cung cấp cho anh đó, để phòng được bệnh đó và tăng cường cái thai nước. Và bổ, nếu mà được tốt hơn nữa thì anh có thể bổ sung cái vi sinh và dồi ở dưới cái bìa lắng, tức là tăng cường lên pH từ 6,5 thì nói chung nó còn hơi thấp. Cái tốt hơn hết thì đúng theo quy trình kỹ thuật thì anh nên nâng pH lên chút nữa cho nó đủ 7,5 đến 8,5 là tốt nhất. Tức là nguồn nước nó phù hợp để cho những đối tượng nuôi thủy sản nói chung và cá lóc nó riêng phát triển tốt nhất. Anh hãy cho em biết thêm cái thời gian mình nuôi là bao lâu, và cái thứ hai đạt kích cỡ như thế nào thì anh thu hoạch, và hiện tại anh bán ở đâu và giá thành nó như thế nào, chi phí lợi nhuận. Cái thời gian mình nuôi cá này là khoảng 6 tháng là nó đạt trọng lượng từ nửa ký một con này em. Đạt kích cỡ thực phẩm đạt cái trọng lượng là nửa ký một con. Thường thường cái này khi anh bán là anh bán ở đâu anh? Cái này là hiện tại là Bạc Liêu mình chưa có đại lý thu mua, mà ở từ Sóc Trăng trở lên coi như tỉnh nào cũng có đại lý thu mua. Anh có mối quan hệ anh điện là anh em là ta xuống đây ta thu mua cái một gì à. Ví dụ như một ngày ta đó, thu mấy chục tấn gì đó là ta vô, ví dụ một hồ này ta bắt ngày một hết. Dễ không anh? Thí dụ đầu ra nó dễ bán không? Rất là dễ em. Đầu ra là như anh nói vậy đó, một hồ này thí dụ như anh là ước tính 20 tấn một ngày, hoặc là họ thu hết 20 tấn một ngày một. Hết luôn. Rồi hiện tại bây giờ giá thành mình xuất bán là nhiêu anh? Giá thành theo thời điểm hiện tại giờ là nó khoảng từ 38 tới 40 ngàn. Anh cho em biết thêm, ví dụ như anh có tính thử là cái tổng chi phí bao nhiêu cho một ký cá không? Tổng chi phí là nếu mà anh nuôi theo cái quy trình này thì khoảng chừng 27.000, 28.000 trở lại em. 27.000, 28.000. Vậy lợi nhuận cũng tốt quá. Bình quân là ký mình lại khoảng được 10.000. Cái hồ này là mình nuôi được 20 tấn. 20 tấn thì mình lời khoảng chừng được 200 triệu một hồ vậy. Khẳng định cá này là tiêu thụ rất là dễ dàng, là lý do là mình nuôi rất sạch, an toàn vệ sinh thực phẩm, là thương lái mua họ tiêu thụ rất là dễ, thành ra họ rất thích. Thành ra mình kêu cái là có bao nhiêu họ xuống họ lấy hết, nhanh lẹ luôn. Anh Hải hiện tại đang phát triển mô hình này rất là tốt. Thì cho em biết thêm cái dự định của gia đình mình thế nào, mình có mở rộng hay là có thể là hướng dẫn thêm cho người dân để phát triển theo mô hình này. Cái mô hình này để phát triển rất tốt, nhưng mà cái dự tính của anh là phát triển thêm, và đồng thời là sẽ hỗ trợ cho những bà con nào có là cái hướng phát triển cái mô hình này thì anh sẽ hỗ trợ hết mình. Là để cho bà con phát triển với nhau, là bà con là xã hội đều cùng phát triển. Rồi, chắc là em cũng cảm ơn anh Hải rất là nhiều. Em cũng chúc anh chị gia đình mạnh khỏe, rồi chúc cho mô hình mình phát triển ngày càng lớn rộng, nhân rộng hơn nữa. Rồi, anh cảm ơn em nhiều. Rồi.